Câu chuyện dưới đây ở Nghệ An thì cũng không liên quan đến tình ái nhưng mà liên quan đến lừa đảo tiền tỷ, cũng đang gây sự chú ý quan tâm của dư luận khi mà công an tỉnh này vừa ra quyết định truy nã với đối tượng Nguyễn Văn Phi, trú tại tỉnh Bắc Giang. Phi được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây giả danh công an và chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều gia đình trú tại Nghệ An trong thời gian vừa qua. Theo tài liệu hồ sơ vụ án, vào tháng 9 năm 2017, công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Hữu Thu, 27 tuổi và Phạm Đình Luận, 25 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hai đối tượng này nằm trong đường dây giả làm cán bộ viễn thông, gọi điện đến các nạn nhân thông báo đang nợ một số tiền lớn cước điện thoại. Các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet, hiển thị số điện thoại ảo có đầu số trùng với đầu số 113 của công an, thông báo chủ thuê bao bị nghi liên quan đến đường dây tội phạm mua bán ma túy và rửa tiền. Có 9 nạn nhân là người Nghệ An đã nhầm tưởng và thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền. Số tiền chúng chiếm đoạt của các bị hại lên tới hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định kẻ chủ mưu đứng sau chỉ đạo là Nguyễn Văn Phi, 28 tuổi, trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, Phi hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng này.